Xin chào anh em, mình là Gầy. Qua cái video lần trước mà mình đã có một bài mở hộp chiếc điện thoại Redmi 5A thì có lẽ rất nhiều bạn đang tò mò về hiệu năng thực sự của chiếc điện thoại này. Vậy thì hôm nay mình xin được làm một video đánh giá kỹ và sâu hơn về điểm hiệu năng cũng như là cái hiệu năng thực sự của chiếc điện thoại này. Đầu tiên là mình sẽ phải nói về cái điểm số AnTuTu cũng như là điểm 3D Max của chiếc điện thoại này. Điểm AnTuTu thì không quá cao, chỉ khoảng độ tầm 36-37 nghìn điểm qua nhiều lần chấm. Và điểm 3D chỉ khoảng độ 2.500. Điểm số 3D Max thì cũng không quá nổi bật với chỉ 55 điểm. Con số nó cũng hơi ít. Vậy thì đi sâu vào phần game đi. Ở đây mình đang có một vài game. Chiếc điện thoại này chỉ có 16GB bộ nhớ trong mà thôi, cho nên là mình cũng cần phải suy nghĩ trước khi mà lựa chọn ra một số game để chấm cho anh em. Ở đây thì mình có Rule of Survival này, Vainglory này, Liên Quân và cũng như là Crossfire Legend. Mình sẽ chấm thử cho anh em xem nhá. Đây, từ game đầu tiên là mình thử cho anh em là Crossfire Legend. Có mỗi một cái điều mà mình cảm thấy hơi mệt, đó là cái thời gian load nó hơi bị lâu một chút, nên là mình đã load trước và sau đó mở game cho anh em xem. Lưu ý cho anh em là cái trò chơi này mình đang để ở chế độ hình ảnh là mức đồ họa là mức giữa. Đây, đấy, mình đang để chế độ đồ họa là mức giữa nhá. Đó, chứ không phải là thấp. Để xem là mức giữa thì máy nó chơi như nào. Mình chơi trò này rất ngu, chơi chỉ để test cho anh em thôi, nên là anh em đừng có chửi, khổ thân. Anh em nhìn thấy tất cả những cái thao tác của mình đều rất chi là mượt. Ping ở trên góc thì hiện là 50. Ping thì không liên quan gì đến mượt cả. Đại khái là cái tựa game này thì nó rất là mượt, không hề có hiện tượng lag kể cả khi mình đang bắn súng. Đây này, tất cả các thao tác chạy này, ví dụ nhấp để đổi lựu đạn này, đó, ví dụ ném lựu đạn này. Đấy, đại khái rất là mượt, kể cả khi bạn chết bạn vẫn thấy mượt. Đấy, chết vì mượt. Úi dồi, anh em thấy mượt không? Đây là chế độ đồ họa là ở mức giữa, hoàn toàn là chơi, hoàn toàn rất là bình thường. Game tiếp theo là game Rules of Survival. Anh em thì chắc là quá quen với tựa game này rồi. Và những cái dạng game như thế này thì hiện tại đang rất là hot. Đấy, cái trò lúc nãy thì mình load sẵn rồi, cái trò này thì mình để cho anh em xem thời gian load. Nó khá là lâu. Chất lượng hình ảnh của mình đang để ở mức cân bằng, không xuất sắc và cũng không phải là tiết kiệm pin. Nói chung là ở mức giữa giữa. Bởi vì mình thấy rằng là trước đây thì mình đã có cái trải nghiệm với cái con chip này rồi. Mình thấy là tuy là điểm 3D chỉ có khoảng 2.500 mà thôi, tuy nhiên rằng là chơi khá là tốt. Đấy, nó hơi giật một chút khi chúng ta mới vào mà thôi. Mình cảm thấy như vậy. Còn không có đo ở đây thì mình không chắc chắn lắm. Mình cảm thấy FPS như thế này là sẽ ở khoảng độ tầm 28 gì đó, đại khái vậy. Mình sẽ thử một chút đến khi nào mà nhảy dù các thứ xuống xem như thế nào. Đó, ở trên máy bay thì khá là mượt. FPS hơi bị thụt một chút trong cái quá trình là cái map nó được render. Tuy nhiên là vẫn không đến mức quá khó chịu. Trong cái quá trình map vẫn còn đang ổn định render thì game vẫn tương đối giật. Cái này chúng ta phải chấp nhận thôi. Tựa game nào cũng vậy, kể cả PUBG ở trên máy tính cũng thế. Lúc mà đang rơi xuống thì sẽ có tình trạng nó giật hơn. Còn vào game thì vẫn giật quá. Giật hơn so với mình dự tính. Mình nghĩ là nó sẽ ngon hơn cơ. Nhấp để thay đạn. Có vẻ như là vào nhà này, nhiều thứ quá này, phải render nhiều quá. Tiếp tục giết ở đó kìa. Đó, nó bắn nó không thực sự thoải mái lắm. Khi mà có nhiều người, có người vào rồi khi mà mình quay quát thì nó không thực sự thoải mái lắm. Có nói chung là ổn, anh em muốn chơi thì vẫn chơi được. Tuy nhiên là nó không sướng, vậy thôi. Mà đây ý, mình nhắc lại là đây là chế độ hình ảnh là ở mức cân bằng chứ chưa phải là thấp nhất. Nếu anh em mà để mức tiết kiệm pin rồi thấp nhất thì mình nghĩ rằng là trò này có thể chơi hoàn toàn bình thường ở mức 30fps. Tựa game cuối cùng mình muốn test cho anh em đó là Vainglory. Lý do mà mình chọn Vainglory bởi vì là mình cảm thấy rằng là tựa game này có vẻ nặng hơn so với Liên Quân Mobile. Và nếu mà tựa game này có thể chơi một cách ngon lành thì chẳng có lý do gì anh em không chơi được Liên Quân Mobile cả. Thì đại khái là góc nhìn của màn hình này rất là tốt và cũng như là màu sắc theo mình là quá ổn với một sản phẩm chỉ có mức giá rơi khoảng độ 2 triệu. Tất cả các cái màu sắc của game này, nhân vật từ nãy đến giờ mình cảm thấy rất là vừa lòng. Không có cái hiện tượng là bị bợt bạt quá rồi thì vỡ nát quá. Nói chung là khá là ok. Mượt thì mượt thật nhưng mà mình gào quá. Anh em có thấy không? Game rất là mượt luôn. Cực kỳ mượt, mỗi tội là mình gà dã man. Kể cả pha combat như lúc nãy mình thấy là pha combat rất đông người. Tuy nhiên là game vẫn hoàn toàn không hề có hiện tượng giật lag. Xong rồi tôi chết luôn. Có lẽ như vậy là đủ để cho anh em có thể mừng tượng được là cái sức mạnh của chiếc điện thoại này rồi. Cái hiệu năng của chiếc điện thoại này ra sao thì mình đã show cho anh em qua cái bài test vừa rồi. Theo cá nhân mình ấy, thì nếu anh em lựa chọn một thiết bị chơi game tuyệt vời thì rõ ràng với mức giá 2 triệu anh em không thể nào mà sở hữu được.
Thế nhưng để lựa chọn trong tầm giá này một chiếc điện thoại có thể chơi tốt những tựa game này, mình nói chữ tốt thôi nhá, ở cái thiết lập đồ họa tối thiểu anh em vẫn có thể trải nghiệm được, thì có lẽ không chiếc điện thoại nào có thể qua được Redmi 5A. Mình đã nói là một chiếc điện thoại mới, chính hãng, chứ không phải là cũ rồi thì xách tay như đâu nhá. Một lần nữa mình xin nhắc lại rằng nếu anh em quan tâm đến sản phẩm này thì có thể tham khảo tại website của Cellphonet. Cellphonet có chương trình là 200 khách đầu tiên mua sẽ được mua với mức giá là chỉ 1.790.000. Mình sẽ lại để link ở bên dưới phần mô tả cho anh em. Vậy thì anh em nếu có tiền thì anh em có mua những chiếc điện thoại như Redmi 5A hay không? Hay anh em sẽ lựa chọn những cái chiếc hàng cũ hơn nữa? Thì anh em hãy comment cho mình biết ở bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các số video lần sau. Mình hứa là mình sẽ làm thêm một video đánh giá chi tiết về con này nếu anh em đồng ý.